giò men, sức hấp dẫn của chàng trai đầy mê hoặc. Chàng đang tìm kiếm một hương thơm nam tính đầy sức hút và mê hoặc để tạo nên phong cách riêng cho mình. Với tầng hương đầu sảng khoái của cam bergamot, đậu khấu và hương oải hương, giò men sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy cảm giác mới lạ, thư giãn và sảng khoái, khiến cho bạn cảm nhận được những đợt gió biển mát rượi, tràn ngập không khí tự nhiên, giúp cho tinh thần của bạn thoải mái và sảng khoái hơn rất nhiều. Hương giữa của trứng cá là điểm nhấn đặc biệt của giò men, mang đến mùi thơm độc lạ, cực kỳ lôi cuốn và cuốn hút. Được kết hợp hoàn hảo với hương gỗ, giò men tạo nên vẻ nam tính đầy sức hút. Với hương cuối của cây thuốc lá, gốc cây diên vĩ và hương gỗ, aroma giò men bồng bềnh lên sức hấp dẫn đầy mê hoặc. Mùi hương này mang đến phong cách riêng biệt, đầy tinh tế. Với aroma giò men, chàng có thể hoàn toàn tự tin, cuốn hút trong mọi hoàn cảnh, từ nơi công sở cho đến những buổi tiệc tùng hay hẹn hò. Nếu bạn muốn trở nên nam tính, hấp dẫn và mê hoặc đối phương, hãy tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời với aroma giò men. Bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng khi trải nghiệm mùi hương độc đáo, lôi cuốn và tinh tế này đâu.